Chào các anh chị, trong lĩnh vực biên tập video trên mã nguồn mở, Open Source là cái tên nổi trội nhất trên hệ điều hành Ubuntu Linux. Đây là một trình biên tập video, nó chạy được đa nền tảng, có nghĩa là các anh chị có thể khởi động nó ở bất cứ hệ điều hành nào, hệ điều hành Ubuntu Linux, Windows hay Mac OS, nó đều có thể chạy được. Và với phiên bản Open Source, với phiên bản Open Source V2.3.4 này, các anh chị có một sao diện hoàn toàn mới. Nó có màu tông màu đen rất bắt mắt và đặc biệt hơn hết là nó có khả năng render video 4K. Nhưng có một điểm đặc biệt ở đây, đó chính là trên nền tảng mã nguồn mở Ubuntu, hệ điều hành này nó cho phép các anh chị tải một cái file có tên là có đuôi là image app image. Với cái tên này các anh chị có thể hiểu nó giống như là chương trình Browsable bên Windows, giống như hiểu như kiểu mì ăn liền á. Bên Windows các anh chị tải mấy phiên bản Browsable về, các anh chị nhấn click phải nhát chuột là có thể sử dụng ngay. Và cái phiên bản app image này nó cũng tương tự như vậy. Và ở bên Ubuntu, khi các anh chị tải về các anh chị không thể nào click vài cái vào là sử dụng được, các anh chị cần phải thao tác vài dòng luật mới có thể chạy được nó. Để đơn giản hơn, các anh chị có thể tải từ BBA mã nguồn của nó. Nhưng với BBA có một hạn chế là các anh chị phải sử dụng đúng phiên bản Ubuntu thì nó mới có thể cài đặt được. Nếu không đúng phiên bản nó không thể cài đặt cho các anh chị. Nếu như các anh chị gặp rắc rối ở phiên bản Ubuntu, các anh chị có thể tải và cắt dùng dòng lệnh để chạy cái fimage này, cái đuôi fimage này. Và việc chạy nó rất đơn giản. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị làm thế nào để có thể chạy được một cái file có đuôi fimage. Trước tiên, các anh chị hãy xác định cho mình cái file fimage này nó đặt ở thư mục nào. Vào đây, Open Source V234 này nó đặt ở thư mục desktop. Tôi mở trình biên tập dòng lệnh lên. Đầu tiên tôi sẽ đánh lệnh cd, sau đó là tên thư mục, thư mục ở đây là desktop. Bây giờ các anh chị đánh ls, nó sẽ hiển thị ra tất cả những file nào có đuôi fimage. Và ở thư mục desktop này có duy nhất một file có đuôi fimage, đó chính là OpenSource. Các anh chị đánh lệnh tiếp theo chmod chmod a cộng x cộng với tên phiên bản OpenSource. Các anh chị chỉ cần copy nó và dán nó xuống dưới là được. Tôi xin lỗi một chút. Có một sự nhầm lẫn ở đây. Với giao diện dòng lệnh, các anh chị không thể nhấn Ctrl C, anh chị phải copy bằng giao diện. Và bây giờ các anh chị sẽ thực hiện thêm một thao tác nữa là dấu chấm, dấu sẹt, rồi cộng tên phần mềm là OpenSource. Các anh chị tiếp tục copy và dán nó vào. À, tôi có một chút nhầm lẫn, không có dấu cắt nha các anh chị. Hệ thống bắt đầu khởi chạy. Đó các anh chị thấy không? OpenSource đuôi fimage đã được khởi chạy. Và đây là phiên bản này tôi đã chạy thử một lần rồi, nên bây giờ chạy khởi chạy lần thứ hai nó sẽ giữ nguyên lại những gì mà tôi đã chỉnh sửa từ trước. Như vậy video này tuy rất đơn giản nhưng sẽ hữu ích cho các anh chị nào mới sử dụng phiên bản phần mềm mì ăn liền trên Ubuntu. Chúc các anh chị thành công.